bác sĩ bảo là con bị ung thư thận. Thế xong lúc đó mẹ không có tiền chữa trị bệnh cho con nên là mẹ đưa con đi tái khám, xong bà thấy vậy bà bỏ hai mẹ con đi, xong mẹ bán vé số mẹ nuôi con. Rồi có khi nào mà mẹ con bắt con phải nghỉ học không? Dạ không ạ, mẹ vẫn bảo con đi học. Có lúc thì con bảo mẹ là mẹ khổ không? Con phụ cho, nhưng mà mẹ bảo là cứ đi học, học giỏi thì mẹ vui rồi. Không cần con phải phụ. Tại con nghe bác sĩ nói, lúc mẹ đưa đi tái khám, nghe bác sĩ nói mấy lần luôn là bệnh này của con sống được với mẹ ngày nào hay ngày đó. Thì bác sĩ không muốn cam kết là sống hay mất được hết. Nên là bác sĩ bảo là con thèm ăn cái gì cứ mua cho con ăn, nên là mẹ con muốn ăn gì là mẹ cứ cho con ăn hết, mẹ không có tiếc. Con nghe bác sĩ bảo là con sống mẹ được ngày nào hay ngày đó là con sợ lắm. Thì ngày hôm nay em phải đây thăm hai mẹ con, giống như lúc nãy em nói đấy, thì là cũng có một chú mạnh thường quân, chú tên là chú Hùng Huỳnh, chú ở nước ngoài ấy, có gửi cho mình là 10 triệu để hỗ trợ cho bé về phía vấn đề học tập, hỗ trợ cho bé đi học này cũng như là khám bệnh đấy. Thì ngày hôm nay em xuống đây để em gặp gia đình chị một trang số tiền này. Chắc là cũng tình cờ là nó có duyên thế nào hơn. Thì đúng cái lúc mà hai đang khó khăn nhất thì chú Hùng Huỳnh lại xuất hiện để gửi cho mình một số tiền này ha. Đây là 10 triệu này, em đếm em gửi cho mình ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 triệu, mà mình anh cần được không? Con cảm ơn ông bà cô chú và bác Hùng Huỳnh đã giúp đỡ cho hai mẹ con nhà con, đã cho con được đi học. Thì con phải cố gắng con học nha. Con thi cuối kỳ 1 con được 8, 9, 8, một con 8, một con 9, ba con 10. Còn năm môn nào? Môn gì? 8, 9, 10 đấy hả? Vâng. Môn vậy gì? Là bé Minh Anh là học sinh giỏi á. Môn gì? Dạ. Môn tiếng Anh là được mấy? Môn tiếng Anh được 8. Môn toán thì là môn gì được mở? Môn khoa học lịch sử để lấy thì là được mở. Còn môn toán được 10, tiếng Việt thì được 9. Để quá giỏi luôn á. Được 8, 9, 10 không thôi. Chú Thắng, cái này là chú Thắng bán để mở chữ thôi chứ gì. Dạ, nói chung là ngày xưa là em đi quay đó, đi chạy xe máy nhiều thì cũng đau nhất xương khớp. Em uống cái này thì đỡ thì em chia sẻ cho bà con ấy. Thì bà con cũng thấy đỡ nhiều quá. Thế rồi bà con cứ hỏi là mua này ở đâu này kia đó. Thôi cái lúc là chị sanh con bé mới được có một tuần thôi là chị phải món nước chị đi làm rồi. Bán cái số rồi chị gửi người ta là như tại vì lúc đấy ba nó cũng bỏ đi, tức là có hai mẹ con nó mới sanh ra không có cái gì để ăn uống hết. Sơ ra sáng có một đồng nữa là chị gửi người ta là chị đi bán cái số, thì ai bảo là xong rồi mới sanh được con tuần nhưng mà mẹ lại phải đi làm cái kia rồi bán cái kia là nay kia mình về già mà bị ấy hết. Nhưng mà bây giờ khó khăn quá, khổ quá thì ấy. Bé Minh Anh là nhiêu tuổi ta? 14 tháng 9 năm 2019 tới 14 lần là được 15 tuổi rồi đó. Cái này thì khuyến cáo là dưới 16 tuổi không được. Bé bị dị tật chống mẹ là mang căn bệnh hiểm nghèo trong người. Thế thì bị đau nhức xương khớp này, tê bì chân tay ấy, rồi bao tử dạ dày. Đây em tặng chị một hộp chị uống. Không, nói chung là tí chắc tặng chị một này luôn cho chị uống. Còn cái này thì là cũng là cái này cũng là một ngày đêm mà là chống độc luôn. Nhưng mà cái này thì em cũng đi để tặng cho các bà con nghèo á. Cái này thì nó không có bán. Cái hũ này thì không bán, cái hũ này thì tặng. Thì bây giờ có cái hũ nào thì... Đây này, xíu mà em tặng chị hũ này luôn. Chị bán cho chị 2 hũ rồi để chị uống xem là nó có bị bớt, đỡ tê chân, lại đau cuộc sống không. Vâng, tí nữa em tặng chị một hũ, nếu mà uống đỡ thì sau này ủng hộ em cũng được. Hôm nay thì em tặng chị nha. Rồi uống nếu mà hợp thuốc thì nó sẽ... Em nghĩ rằng là
em nghĩ rằng là cái sản phẩm nào cũng vậy thôi, không có gì là hoàn hảo 100% cả, nhưng mà nếu mà hợp thuốc thì nó sẽ rất là nhanh khỏi, thì không hợp thì đúng lâu hơn một chút. Và em đây thì ngày xưa là em đi quay đó thì nó đau nhức xương khớp nè, bị thoát vị đĩa đệm đó, thì em muốn rồi tê tay tê chân. Cũng có đi học hả? Con lấy quần, con đi vào đây là tắm. Trễ. Trễ. Một giờ. Bây giờ có phải đưa bé đi không? Hả? Nó đi ra đây là nó đi gặp ai, nó đi qua Giang rồi đó. À, thế ha. Hỗ trợ nhiều căn bệnh như là về thoái hóa cuộc sống, phát bị đĩa đệm, bao tử dạ dày, tê bì chân tay. Có nhiều cô chú là bị ung thư luôn, uống khỏi. Bệnh trĩ, táo bón, trường hợp đa phần là đều uống có hiệu quả hết. Đặc biệt là cái này chị, đặc biệt là cái này nó hỗ trợ bệnh trĩ rất là tốt nha. Có nhiều người là máu có đi cầu, có đi cầu ra máu luôn á, mà uống một tuần là người ta hết. Chị mỗi cái là nó tê hai bàn chân tê, nó sẽ đau. Tê là do có thể là cái dây thần kinh của chị bị chèn ép, nó ảnh hưởng đến dây thần kinh của mình làm tê xuống chân này đúng không? À, thì đây nói chung là hôm nay thì em cũng tiện đây, thì em cũng có cái phải thuốc này cũng hay á, thì em tặng chị ha để chị uống. Cái này nó có hai dạng bột và viên. Nhiều chắc chị bận rộn sáng đi làm đúng không? Đúng rồi. Và tặng chị viên đi. Sáng là chị tặng đi bán. Chị viên. Với lại cái hũ này thì em chung là để tặng bà con nghèo thôi, tặng chị luôn. Nếu mà chị tối chị rảnh ấy, tối làm việc rảnh thì mình pha bột mình uống. Còn sáng mà bận rộn quá thì giờ thì uống viên. Đó, chị viên thì nó thuận tiện hơn, còn bột thôi. Tại vì bột này là phải pha với nước ấm, nó mới mất thời gian của chị. Em tặng chị mình bố xem như thế nào ha. Tại sao con mày nói thì con nói lại từ nghe nè. Con ước mai mốt con lớn này nè, con không cần con nhiều vào đây rồi này nè, cần là có tiền hai mẹ con là con có cuộc sống ấm no đầy đủ hơn, xong rồi con có tiền con đi giúp đỡ những người khó khăn hơn hai mẹ con nhà con, giống như chú Thắng đi giúp đỡ hai mẹ con nhà con. Con là sau này con nếu có điều kiện con đi làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đúng không? Chú nhớ là ngày xưa chú ghi hình con ấy là con lúc mà mình bán vé số ấy thì có một xíu tiền mà thấy người già khổ thì con trích ra, con tự trích ra con cho người ta đúng không, để mua bánh mì đúng không? Xong về mẹ hỏi là tiền đâu, con mới lấy khai đúng không? Mẹ bảo là đây là giúp người ta thì mình được cái phước chứ con gì đâu mình để phải la. Thì chắc là mẹ con không biết là con cho người nghèo người khó khăn mẹ mới la đúng không? Rất là bé rất là thương người hơn, bé hiểu được cái cuộc sống của mình, hoàn cảnh của mình ấy. Nên là thấy những người nghèo khổ thì bé cũng rất là thương. Thôi con đi học đi, không chế nha. Con chào ông bà cô chú. Con chào chú. Con cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà cô chú trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ hai mẹ con nhà con, và con cảm ơn chú Thắng. Rồi con đi học đi, không chế nha. Lấy dép vào, con học nha. Có trở đầu không? Mỗi lúc đi học là mẹ phải chải đầu cho con như này hả? Là cứ phải dậy từ 5 giờ sáng. Con biết tự chải không? Có ha, chải thôi. Tay nó ngắn, nó không với được lên trên trên này. Tay ngắn nó không với được hả? Không với được lên, nhưng mà cứ phải mẹ chải đầu cho. Làm gì là làm, nhưng mà mẹ phải chải đầu trước cho, xong rồi mẹ đi bán. Vâng, hai mẹ con thì cái chiều cao cũng hơi khiêm tốn. Cái cửa sổ này là bình thường không mở được luôn. Không. Từ lúc chị đến đây là nó cứ đóng tịt rồi, thấy nó như nó tại vì chị thấp quá, nếu mà chị cao thì ấy. Đây là một chú chị cái cửa này, lấy tháng tới thì tháng bảo chị ấy mở cửa cho sáng được không, chị bảo chị không với tới. Chiều cao của chị, nhưng mà mình phải bắt ghế được không? Thì bắt ghế nhưng mà cái này chắc bắt ghế được này. Ủa, mấy nên bình nước này là này, kêu người ta mang tới hả? Kêu người ta mang tới, chủ nhà mang tới bán cho mình. Cứ mỗi một lần kêu là 2-3 bình luôn. Rồi tối là hai mẹ con ngủ đâu? Đây. Ngủ dưới này luôn. Trải cái màn ra xong là hai mẹ con đắp nằm ngủ đó. Vâng. Trên này cũng có cái gác này, rộng quá. Mình bỏ cái bàn học từ con bé xuống lên, mà bỏ xuống lên thì nó chật quá. Dạ. Thế thôi hôm nay em thăm hai mẹ con một chút đi vậy á. Dạ. Thế thì em xin phép nha. Em gửi cho mình số tiền của chú Hùng Huỳnh nha. Dạ, em cảm ơn. Với lại có gì uống thuốc rồi xem sao nha, có đỡ không? Đỡ thì gọi em. Dạ. Vâng.
bye bye ông bà cô chú. Dạ, các bạn cũng xin phép và kết thúc clip đây. Cảm ơn tất cả bà cô chú đã theo dõi và hẹn mọi người ở những clip sau ạ. Dạ. Thắng xin phép nhắc lại đây là hoàn cảnh của hai mẹ con bé Minh Anh này. Đấy, hai mẹ con có một chiều cao rất là lý tưởng hơn. Vì bé mang trong mình cái căn bệnh hiểm nghèo là bị ung thư thận, hiện tại là mất một trái thận rồi. Thì cuộc sống là hai mẹ con cũng hàng ngày đi bán vé số để nuôi nhau thôi. Cha của bé khi biết bé bị bệnh hiện là bọc luôn, không có quan tâm lo lắng nữa. Thì hôm bữa Thắng có nhận được cuộc gọi của chị gọi rất là nhiều, hồi Tết lận. Rồi ngày hôm nay Thắng có chuyển xuống đây. Thắng rất là xuống để thăm xem là chị muốn nhờ Thắng giúp đỡ chuyện gì. Cái thứ hai là trao cho hai mẹ con một số tiền của chú của mình. Thì hôm nay là chú mang cái niềm vui tới cho hai mẹ con. Dạ. Thì bây giờ chú xin phép chú về nhé. Dạ. Hai chú. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.